quy trình EDP này, bước 1 là bước hỏi. Bước hỏi, cô hỏi trẻ về cái gì? À, cô hỏi trẻ về nhiệm vụ, chúng mình sẽ đi làm gì? Cô hỏi trẻ thì đấy vẫn là cô xác định cái việc mà trẻ con nó đã biết chưa. Nhưng còn một chi tiết quan trọng nữa này, cái bước hỏi này. Không chỉ cô hỏi trẻ đâu các bạn ạ, mà trẻ phải hỏi nhau. Bước 1 hỏi, cô hỏi trẻ để xác định nhiệm vụ, và trẻ hỏi nhau để gì ạ? Để lên ý tưởng cho cái sản phẩm mà nhóm mình sẽ cùng làm. Bạn ơi bạn, cái trang phục của chúng mình, trang phục của mình là mình làm váy hay mình làm quần? Cô, chúng mình làm váy đi, nhóm mình toàn bạn gái, chúng mình đi thiết kế váy đi. Để trẻ hỏi nhau để xác định cái ý tưởng. Bạn ơi, thế cái váy của chúng mình làm to không hay làm bé? Hay mình lấy vải màu gì? Trẻ con nó hỏi tất cả những cái câu hỏi, nó hỏi nhau. Nhưng các bạn giáo viên mình nhiệm vụ là khuyến khích trẻ hỏi nhau. Con ơi, con hỏi bạn đi, con hỏi bạn xem là các bạn thích màu gì, các bạn thích chọn vải nào, bạn thích may quần hay may áo. Mình gợi ý cho trẻ con hỏi nhau. Còn trẻ con không hỏi được thì mình câu hỏi. Nhưng mà hãy cố gắng cho trẻ con hỏi nhau.